Chào mừng các con đến với tiết mỹ thuật ngày hôm nay. Cô trò mình cùng đến với chủ đề sự chuyển động của dáng người. Chủ đề này chúng ta học trong 3 tiết. Tiết 1, hướng dẫn tìm hiểu, hướng dẫn thực hiện, thực hành vẽ một số dáng người. Tiết 2, cô sẽ hướng dẫn các con thực hành tiết 3. Các con hoàn thiện bài và giới thiệu sản phẩm bằng video gửi trên Azota cho cô. Mở đầu bài học chúng ta cùng đến phần khởi động, thông qua trò chơi làm tượng nhé. Cách chơi như sau, cô hô siêu nhân đứng, có 5 giây để các con đứng, sau đó quan sát hình ảnh siêu nhân đứng, ai đứng đúng dáng của siêu nhân như hình bạn đó là người chiến thắng. Cô trò mình cùng bắt đầu chơi nhé, chạy bộ. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ, cô xin chúc mừng những bạn đứng đúng dáng nhé. Chúng ta tiếp tục với dáng, ngồi đọc sách. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Ai chiến thắng thì hãy nhấn đăng ký kênh và like nhé. Các con chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ để cô trò mình cùng đến với hoạt động 1. Khám phá, các con quan sát một số hoạt động của con người trong hình 5.1 sách giáo khoa và hãy cho cô biết. Từ dáng người đang hoạt động, em nhận ra họ đang làm gì. Khi con người hoạt động em thấy các bộ phận, đầu, thân, chân, tay thay đổi như thế nào? À đúng rồi đấy các con ạ, từ những hình ảnh cho thấy, bác nông dân thì đang gánh lúa. Còn các bạn đang chơi kéo co, đội tuyển đang hăng say thi đấu đá bóng trên sân cỏ. Và cuối cùng là hình ảnh bác lao công đang quét đường phố. Chúng ta còn thấy rằng các bộ phận cơ thể con người thay đổi phù hợp với tư thế hoạt động. Bây giờ các con quan sát một số sản phẩm cùng tìm hiểu xem những sản phẩm này được làm bằng chất liệu gì. Khá bức tranh 1, vẽ bằng chất liệu bút sáp màu. Bức tranh 2, cuốn bằng dây thép mềm và giấy màu. Bức tranh 3 được làm bằng đất nặn. Vậy sản phẩm mô phỏng dáng người đang làm gì? Bức tranh đầu mọi người đang cây xanh và dọn vệ sinh thật là vui vẻ. Bức tranh 2 các vũ công đang múa. Bức tranh 3 hai mẹ con đang trò chuyện thật tình cảm và vui vẻ. Các sản phẩm trên có điểm gì giống và khác nhau? Các con cùng suy nghĩ nhé! Điểm giống nhau đó là các sản phẩm cùng mô phỏng dáng người đang hoạt động. Điểm khác nhau là mỗi sản phẩm đều tạo ra một vẻ đẹp riêng trên từng chất liệu. Hoạt động 2. Kiến tạo kiến thức kỹ năng. Trong tiết học này, cô sẽ hướng dẫn các con vẽ dáng người từ hình cơ bản, vẽ dáng người từ người quen. Vậy các con hãy quan sát kỹ video để hiểu hơn nhé!
Bây giờ các con đã tự tin thực hành rồi đúng không nào? Nhiệm vụ của các con như sau. Em hãy vẽ một số dáng người đang hoạt động để tạo kho hình ảnh cho tiết học tiếp theo. Các con hãy hoàn thiện dáng người mình vẽ, lưu cẩn thận để học vào tiết sau nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chúc các con sẽ hoàn thành tốt bài của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các con.